Mới đây, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa 11, kết quả đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Một số khâu đột phá được Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương xác định trong nhiệm kỳ tới là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong đảng bộ khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương cũng thông báo về kết quả đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP kết thúc ngày 5 tháng 10 vừa qua tại Atlanta, Hoa Kỳ. Hội nghị đã nghe đồng chí Mạc Quang Tân, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa 11. Với các nội dung cơ bản, nhận định về tình hình kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.